Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì. Thưa quý vị, và hôm nay chương trình của chúng tôi có chủ đề giải pháp bỏ thuốc lá đơn giản và hiệu quả từ thảo dược. Thuốc lá chứa nicotine và nhiều những hóa chất khác là những ít tác nhân mà góp phần không nhỏ gây ra những bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, như tim mạch, như suy giảm sinh lý và có thể góp phần tăng tỷ lệ tử vong lên rất cao. Và Thảo Vân tin là rất nhiều người trong chúng ta, những người hút thuốc lá đã từng có ý định muốn bỏ và bỏ nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Và hôm nay, chương trình của chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn những giải pháp, những bí quyết để chúng ta có thể thực hiện được mong muốn của mình. Bởi vì không chỉ riêng những người hút thuốc lá, ngay cả những người mà hút thuốc thụ động cũng có thể bị ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào MC, xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách nữa xin được giới thiệu, anh Mạnh Minh Đức đến từ Hà Nội. Xin chào MC, xin chào bác sĩ và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Vâng, trước hết thì chúng tôi xin được mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự sau đây của chúng tôi. Ghé thăm căn nhà số 12 phố Hàng Rươi, Hà Nội, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với anh Trần Văn Hiệp. Ấn tượng sâu sắc nhất và cũng là điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, đó là người thanh niên mới bước sang ngưỡng tuổi 34 này lại có thâm niên hút thuốc lá tới 14 năm. Anh tên là Trần Văn Hiệp, năm nay anh 34 tuổi. Anh ở số 12 phố Hàng Rươi, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ năm 16, 17 tuổi anh đã nghiện rồi. Cái hồi đó thì tuổi trai mới lớn thì cũng hút theo chúng bạn để cho nó gọi là có cái tí oai trong như người lớn. Đấy, thế rồi hút rồi nó thành quen xong rồi chẳng biết nghiện lúc nào chẳng hay. Thời điểm đầu, những thời điểm đấy nào hút nó cũng cả một bao một ngày. Rồi những khi mùa đông thì là hút nó vào người là ấm hơn thì hút nó cũng gần 2 bao đấy. Mới đầu thì mình hút, mình thấy là nó, cái răng của mình nó bị xỉn, nó xỉn ố vàng. Gần đây ấy thì mình cảm thấy cơ thể nó mệt mỏi. Đi làm là những cái công việc hàng ngày mình vẫn làm mà nó không được khỏe như trước, làm nhanh mệt hơn. Và buổi sáng, cứ gần về sáng ấy, thì mình cảm thấy là mình mới hay bị ho. Nó ho đờm xanh đờm vàng ấy, thì là lại bị mất ngủ. Thì mình nghĩ rằng đây là do, có lẽ là do tác hại của anh thuốc lá đây. Động được cái thuốc lá thì nó có nhiều lắm. Thứ nhất là sức khỏe của mình nó là một phần. Thứ hai nữa là sức khỏe của con mình. Cháu lớn của mình thì năm nay nó cũng được 4 tuổi rồi. Và cái hồi mình vẫn còn bị vẫn còn hút thuốc ấy, thì cháu hồi cháu mới sinh thì là nó hay bị viêm họng, viêm phế quản do mình hút thuốc lá mà cháu hít phải đấy. Và mình cảm thấy là mình sức khỏe nó yếu đi, nó kém đi, thì mình cũng đấy cũng là những cái động lực để mình cố gắng mình cai. Mới đầu anh cũng hạ quyết tâm là cai, thế nhưng mà tự mình cai, không dùng các biện pháp khác, không dùng các biện pháp nào để hỗ trợ cai thuốc lá cả. Nhưng mà cũng chỉ được một buổi sáng, một ngày là cao, thế là lại hút lại. Đấy, và cũng xoay sở tìm một số các giải pháp khác. Ví dụ như là cái thời mà có cái gọi là cái miếng dán để cai thuốc lá. Nhưng mà dán vào thì nó chả biết nó rơi ra lúc nào chẳng hay. Cũng không cai được. Rồi thời gian sau thì lại có cái gọi là thuốc lá điện tử. Mình cũng sử dụng thì thấy bảo là có cái nicotine tinh khiết. Nhưng mà mình nghĩ rằng nicotine thì nó vào trong người thì là nó cũng rất là hại. Và hiệu quả thì chẳng biết đến đâu. Đấy, và mình cũng chưa cai được. Với một cái tình trạng thực tế xảy ra, đó là rất nhiều người nghiện thuốc lá và họ thật sự là muốn bỏ nhưng mà họ không thể nào bỏ nổi. Dân gian từ xưa có câu nói vui là nhớ ai như nhớ thuốc lào đấy ạ, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Vâng, tại sao lại có cái tình trạng như vậy ạ? Thưa MC Thảo Vân và các quý khán giả đang theo dõi chương trình, khi một người hút thuốc chỉ sau khoảng 7 đến 8 giây, nicotine chứa trong khói thuốc đã đi lên não và gây cho cái người hút thuốc có cái cảm giác hưng phấn, sảng khoái, dễ chịu. Và nếu khi bỏ thuốc, bệnh nhân sẽ cáu giận, khó chịu, bồn chồn, bứt rứt, thậm chí là khó ngủ, rồi kém ăn, nhạt miệng. Chính vì vậy cho nên buộc bệnh nhân lại phải tìm đến điếu thuốc để đưa cái lượng nicotine vào để làm cho cái tình trạng hưng phấn, thoải mái, dễ chịu. Bởi vậy bệnh nhân nghiện thuốc là khó cai.
Và cái điều quan trọng nữa là gì? Là cái ý thức của bệnh nhân chưa quyết tâm, cái môi trường xung quanh nữa, rồi làm việc căng thẳng thì cần phải hưng phấn, cần phải sảng khoái, thì bệnh nhân hút thuốc để trở lại cái cảm giác đó. Cái đặc biệt quan trọng, bệnh nhân không có những cái sản phẩm hỗ trợ để cai nghiện thuốc. Vâng, vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào để cho những người đã và đang hút thuốc có thể cai thuốc một cách dễ dàng và hiệu quả không ạ? Nếu bệnh nhân muốn cai thuốc, mà thứ nhất là người bệnh nhân phải có một quyết tâm cao, thứ hai nó phải thấy được cái lợi của khi mình bỏ thuốc. Và người ta nghiên cứu thấy rằng là chỉ cần 20 phút sau mà không hút thuốc thì cái nhịp tim mạch ở người hút thuốc lá đã trở lại bình thường, và sau 8 tiếng oxy trong máu đã trở lại bình thường. Đặc biệt nữa là sau 3 tháng thì người ta thấy rằng cái chức năng hoạt động phổi đấy nó tăng lên đến 30%. Sau 1 năm thì người ta thấy rằng cái nguy cơ mà đột quỵ này, rồi là nhồi máu cơ tim nó giảm đi đến 50% so với người nghiện thuốc. Nếu như anh cai được, phải loại bỏ những cái mà yếu tố nó gây tác động cho mình. Ví dụ có người có cái tẩu đấy rất là đẹp, hoặc là cái gạch tàn cũng phải loại bỏ đi. Và cái thứ hai nữa làm sao tránh xa những cái rượu là một, cà phê, và phải tuyên bố với mọi người là tôi từ bỏ thuốc, đừng có mời tôi nữa. Và đặc biệt nữa là phải chọn được cái thời điểm mình cai, tránh cái lúc làm việc căng thẳng, chọn lọc những cái sản phẩm hỗ trợ cho cái việc mà cai thuốc. Bác sĩ cũng đã vừa nhắc đến cái giải pháp có thể bỏ thuốc lá giúp tỷ lệ cai nghiện thuốc lá thành công hơn rất nhiều. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn cho chúng tôi biết về giải pháp này không ạ? Hiện nay có rất nhiều các cái sản phẩm để hỗ trợ cho việc cai thuốc. Ví dụ như là người ta thấy hay dùng miếng dán có nicotine, rồi là cái xịt nicotine, hoặc là cái kẹo cao su có nicotine. Và đặc biệt là gần đây trên truyền hình cũng hay quảng bá là không nên dùng thuốc lá điện tử. Nicotine chính là cái thủ phạm gây nghiện, và đồng thời nó còn gây ra một loạt cái chứng bệnh khác, nhất là cái ung thư phổi. Người ta thấy rằng 90% những người ung thư phổi hoặc bệnh phổi là có liên quan đến thuốc lá. Đây là cái phương pháp cai nghiện nhưng nó cũng không hữu hiệu. Ở một số các nước tiên tiến, người ta đã cấm cái thuốc lá điện tử, ví dụ như ở Bỉ, chính ở Mỹ này, rồi ở Áo, hoặc là ở các nước châu Á như Singapore hoặc là Thái Lan, người ta cũng cấm. Hiện nay là có một số giải pháp để giúp cai thuốc lá có xuất xứ từ thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là nó gồm có thành phần là kim ngân hoa, cúc hoa, bồ công anh và tinh dầu quế, mà bằng hình thức xúc miệng chứ không phải uống nuốt các cái thảo dược này, sẽ kết hợp với nicotine, nó làm mất cái mùi vị của thuốc lá, là tạo nên vị rất đắng và khó chịu, và cái thời gian mà thèm thuốc chỉ có 1 đến 5 phút thì nó qua đi, và người ta cảm thấy, nghĩ đến người ta sợ, thì giúp cho là cai nghiện được tốt hơn. Cảm ơn những lời khuyên rất là hữu ích của bác sĩ, nhất là đối với những người mà đang có nhu cầu là cai thuốc lá. Vâng, và bây giờ trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo, chúng tôi xin được mời quý vị cũng như các vị khách mời cùng theo dõi tình huống sau đây. Bắn đi, kia, phía sau kia. Làm cái gì mà loạn lên thế hả? Dạ, có đang chơi game. Không hiểu tại sao mà mẹ ăn ở nào mà mẹ đẻ ra một thằng con, có bao nhiêu cái thói hư tật xấu của cuộc đời này nó dồn hết cả vào con là thế nào ạ? À? Nào thì là nghiện game nào, nghiện thuốc lá nào. Mẹ nói thật nhá, bây giờ đến cái việc lấy vợ của con mẹ cũng chẳng dám hỏi con nữa. Bởi vì giờ con lấy vợ về cho con thì con làm khổ người ta. Ôi dồi ôi mẹ ơi, được cái ngày nghỉ làm thì mẹ cho con giải trí một tí. Giải trí? Ngày mới đứt kết cả tay mẹ. Thôi. Nào đi đâu đấy? Dạ. Đi đâu? Con ra ban công. Đi ra ban công để hút thuốc lá hay gì? Con đã hứa với mẹ bao nhiêu lần rồi, 5 lần 7 lượt là con cai rồi. Con lại cai không thành công chứ gì? Con cố cai chứ còn gì nữa, mẹ rõ ràng mẹ biết rồi đấy. Con này uống thuốc có nhá, lại còn vừa uống thuốc vừa kết hợp nhai kẹo cao su, nhai sáo và quai hàm nữa. Nhưng mà nó có hiệu quả đâu. Nói chung là không bỏ được mẹ nhá. Không bỏ được, cái gì cũng bỏ được hết, miễn là con quyết tâm. Con quyết tâm, lúc nào cũng quyết tâm luôn. Thế nhưng mà bây giờ là vấn đề là cai bằng cách nào, phương pháp nào? Có một giải pháp nhá, hoàn toàn từ tự nhiên, rất là hiệu quả cho người muốn cai thuốc lá con ạ. Mà cái này nó hoàn toàn tự nhiên nhá, là vì nó có kim ngân hoa này, cúc hoa này, bồ công anh nữa. Mà hay một cái là cái giải pháp này nó được bào chế dưới dạng nước súc miệng, rất là tiện lợi mà lại thơm, dễ chịu con ạ. Cái này mà con dùng cứ gọi là lên tê phê luôn. Ôi thật thế hả mẹ? Con có nhớ cái bác chính mà có con gái tên là Lan ý, mà ngày xưa con sang con tán tỉnh nó mãi không được ý. Con nhớ bác chính đi không? Rồi cái Lan con nhớ rồi. Lan là bác chính ý. Rồi đấy. Nhưng mà sao bác làm sao? Bác ấy nhớ không những nghiện thuốc lá mà bác ấy nghiện cả thuốc lào. Thế mà dùng cái phương pháp này ấy, bây giờ cắt cơn luôn, không còn nghiện nữa. Ôi hay thế hả mẹ? Ừ. Mẹ thế thì hay là mai mẹ hỏi bác rồi mẹ mua luôn cho con dùng cái.
Ôi dồi, không phải mua. Bác đã tặng mẹ một chai về cho con rồi. Ôi thế à? Thôi bây giờ sang phòng mẹ lấy cho. Dạ, mẹ vâng. Để bên phòng ấy. Vâng, đi luôn. Thưa anh Đức, chúng tôi được biết anh cũng là người mà cũng đã nhiều năm liền cũng ở trong một cái tình trạng là muốn bỏ thuốc lắm nhưng mà cuối cùng rồi vẫn cứ hút đi hút lại. Hôm nay anh có thể chia sẻ câu chuyện của mình được không ạ? Tôi thì là hút thuốc lá từ ngày tôi còn học đại học, nghiện nặng mà hút nhiều ấy, là khoảng độ cách đây 10 năm. Tôi lại làm ngành xây dựng, xung quanh là toàn gặp người hút thuốc, chén rượu cốc bia, rồi là suy nghĩ hoặc chờ đợi ai, giải tỏa căng thẳng, áp lực công việc cũng hút thuốc. Nhất là ngón trỏ này này, nó vàng khè, đặc quánh của nhựa thuốc. Tôi cảm nhận là cơ thể tôi nó đi xuống, sáng ra ngủ dậy người mệt mỏi và ăn không ngon miệng, sức đề kháng kém. Ví dụ tôi đi làm về gặp vài giọt mưa hay là về ốm ngay, sáng ngủ dậy khạc ra rất là nhiều đờm, có cả ngày cả đêm. Sức khỏe tôi như thế là tôi thấy rất là lo lắng. Mà tôi cố quyết tâm là phải đoạn tuyệt hoàn toàn với thuốc lá. Hà quyết tâm rất là nhiều lần rồi nhưng mà cuối cùng vẫn bị thất bại. Vì khi thiếu điếu thuốc, trong cơ thể tôi rất là khó chịu. Nó bồn chồn, bứt rứt, nó nôn nao, lâng lâng, hơn nữa là không tập trung đến công việc. Lúc đấy bắt buộc tôi phải lại chấm điếu thuốc hút. Mà tôi cũng đã dùng là kẹo nhai này, rồi là miếng dán này. Nhưng mà chỉ tốn tiền thôi, cũng không mang lại hiệu quả. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích chúng tôi lý giải tại sao cái sản phẩm nước súc miệng Bonismoke này lại có thể có một cái tác dụng, có một cái hiệu quả tuyệt vời như thế ạ? Sản phẩm Bonismoke có xuất xứ từ thảo dược thiên nhiên, có kim ngân hoa, cúc hoa, bồ công anh và cái tinh dầu quế. Khi sử dụng Bonismoke vào khoảng 20-30ml súc miệng, sau đó khoảng 30 giây thì nhổ ra và hút thuốc, thì Bonismoke sẽ kết hợp nicotine làm cho mất cái mùi của thuốc lá và làm cái vị rất là đắng, khiến cho bệnh nhân rất sợ và khi nghĩ đến thuốc lá là không muốn hút nữa và muốn bỏ thuốc lá ngay. Và Bonismoke có xuất xứ từ thiên nhiên, nó rất an toàn, hiệu quả, bào chế với công nghệ cao, rất là tốt và tiện lợi. Sử dụng Bonismoke không có tác dụng phụ. Các cái thành phần này này nó còn tác dụng ngay và luôn ngay từ lần đầu. Khi súc miệng lần đầu thì nó cũng có tác dụng ngay đến những lần sau, bệnh nhân khi hút thuốc là ngại, không muốn sử dụng nữa. Bonismoke đã được chứng minh ở cái Viện Y học Cổ truyền Trung ương với cái kết quả là giảm được trên 72,7%, có tác dụng là giảm điếu và cai được nghiện. Sau khi sử dụng bằng Bonismoke thì bệnh nhân còn không muốn tái nghiện nữa. Tại vì cứ nghĩ đến là người ta không muốn hút thuốc nữa. Phục hồi cho sức khỏe nó tốt hơn. Ví dụ như anh Đức đây, da rẻ sẽ đẹp này, hơi thở không hôi này, răng trắng ra này, và không bị những cái bệnh gọi là do thuốc lá, đặc biệt là bệnh phổi và bệnh tim mạch. Bonismoke đã được cái Hội Thực phẩm Chức năng của Việt Nam mình đánh giá và trao cái giải được phép của Bộ Y tế. Qua cái chương trình này thì hy vọng rằng các bệnh nhân được sử dụng hoặc được tư vấn, Bonismoke sẽ bỏ thuốc một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, hiệu quả. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những cái phân tích chi tiết và kỹ lưỡng để cho tất cả chúng tôi hiểu hơn những cái giải pháp rất là an toàn và hiệu quả từ những thảo dược thiên nhiên. Và hy vọng rằng đây là những thông tin vui với không chỉ là những người đang hút thuốc, mà tôi tin là còn cả gia đình và rộng hơn là cả xã hội, khi chúng ta đang cố gắng phấn đấu xây dựng một cuộc sống mạnh khỏe. Và như bác sĩ vừa nói rồi, có sức khỏe thì chúng ta sẽ có thể làm được tất cả những việc mà chúng ta mong muốn, chúng ta mơ ước. Bỏ thuốc lá không khó, khó là mình có tìm được đúng phương pháp hay không. Anh Hiệp tự tin chia sẻ với chúng tôi điều đó, bởi vì hiện tại anh đã không còn là một người nghiện thuốc lá nữa. Khi được hỏi về phương pháp mà mình sử dụng, anh sẵn lòng chia sẻ. Có ông anh, ông thấy mình cũng có vẻ là cũng quyết tâm cai thuốc lá, vẫn đang loanh quanh chưa biết tìm đâu ra giải pháp cả. Thì anh ấy giới thiệu cho cái Bonismoke. Bonismoke thì thấy anh ấy giới thiệu nó là hoàn toàn là từ chiết xuất từ thiên nhiên và chỉ có xúc họng, sau đó là khà sâu vào trong cổ họng như là mình xúc miệng nước muối ấy. Đấy, sau đó là nhổ ra thì mình nghĩ rằng nó là thiên nhiên. Tiếp theo nữa là không uống vào trong người thì chỉ xúc họng và nhổ ra thì cũng thấy nó an toàn. Và mình cũng mua Bonismoke về mình sử dụng. Lần đầu tiên mình xúc ấy
Thì mới đầu thì súc thì nó cũng có cái vị, nó cũng là vị quế, vị bạc hà, rất là thơm miệng. Đấy, nhưng đến khi mà mình súc xong, mình nhổ ra và rồi mình châm vào thuốc mình hút, thì trời ơi, một cái vị đắng, nó đắng lắm. Nó đắng sâu vào trong, như ở trong cổ họng. Đấy, nói đến lời cái này hả? Mà mình dùng mình dọn, mình nhổ ra luôn. Nó đắng mà không ngậm được cái điếu thuốc để mà hút tiếp nữa. Nó đắng hát. Sau đó thì mình, lúc đấy là mình không hút. Thì mình nghĩ đến là lúc ra mua thuốc thì ra mua body smoke thì cái cô bán thuốc ấy, cô bảo là cái này nó còn cắt cơn nghiện thuốc lá ngay lập tức. Thì mình nghĩ ngay đến cái tình huống này là nó đắng như vậy thì là mình dừng uống, dừng hút ngay. Và cứ mỗi một lần mà nghĩ đến là chuẩn bị gọi là thèm thuốc ấy, mình lại nghĩ đến cái cảm giác đấy thì mình không dám hút nữa. Là mình cai cũng khoảng 4-5 ngày. Mỗi một ngày mình cũng xúc họng khoảng 5-6 lần gì đấy. Thì là nó khoảng 4-5 ngày thì mình không còn cái cảm giác thèm thuốc nữa. Không cảm giác thèm thuốc nữa thì là mình từ đó là mình thôi, mình không hút thuốc. Thay đổi được khá là nhiều đấy. Thứ nhất là anh ăn uống nó được ngon miệng hơn. Thứ hai nữa là anh không bị mất ngủ như cái dạo mà mình vẫn còn hút thuốc lá. Cứ đến gần sáng đấy là nó lại ho này, không ngủ được, nó rất là mệt mỏi. Và mình cũng tăng cân được đấy, tăng được khoảng 6-7 cân. Và tiếp theo nữa là mình cảm thấy mình tự tin hơn khi mà chơi với con, tiếp xúc với con, và cái không khí trong gia đình nó cũng trong lành hơn. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa theo dõi chương trình với những chia sẻ của bác sĩ và khách mời, và hy vọng rằng đây là những thông tin vui với những quý vị khán giả đang có nhu cầu giúp cho bản thân mình cũng như người nhà của mình có thể cai nghiện được thuốc lá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.